MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Không phải lăn lộn lắm, chỉ là em ở nhà, em đi quậy phá ở ngoài thì chắc chắn là nó sẽ có kiến thức cho em. Cái mà ngây thơ anh Hai Ra nói có thể là em nhìn sự việc theo một cái hướng nó thật sự là tích cực, cho nên em nghĩ là sự ngây thơ ở độ tuổi nào nó cũng cần. Đầu óc nó thoải mái, cuộc sống nó đã bộn bề lắm rồi, không cần nghĩ nhiều. Ưu thế của em nghĩ là giai điệu, nhưng mà cậu bạn này chơi giai điệu thì mọi người biết rồi. Đời là người Việt đó. Khủng lắm, cho nên là em cũng hơi ngại, nhưng mà anh trai mặt lại căng. Vui. Vui lắm. Ok, mọi người vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Long Nón Lá và rap name của mình là Long Nón Lá. My rap name là Melodic. Chầm dữ bạn. Bạn chưa gì? Chiêu, làm nhạc hay hết ạ. Em có hơi lo ngại cậu bạn này đó. Ưu thế của em nghĩ là giai điệu, nhưng mà cậu bạn này chơi giai điệu thì mọi người biết rồi. Đời là người Việt đó. Khủng lắm, cho nên là em cũng hơi ngại, nhưng mà còn cao. Hai anh em nhắn tin rồi nói chuyện với nhau thì ok. Làm nhạc chiêu thì nói chung là cũng bình thường. Long real, chân chất thật thà, hiền khô à. Ấn tượng bạn này thì đó rồi, qua mấy bài nhạc với lại nhìn bạn gai góc lắm. Thì ra bạn này bạn rất là thẳng tính nữa đó. Em là thuộc dạng thẳng tính nhưng mà là không dám nói để mà sợ phiền lòng người ta. Còn bọn này là ngược lại, dám ăn dám nói. Yêu bố. Em nghĩ là góc nhìn về làng quê nó có khác. Em ở một cái vùng quê nó cũng đúng với những cái mà em viết. Con người thì cố gắng làm lụng, phấn đấu cho cuộc sống nó tươi đẹp và những thứ nó bình yên, tình làng nghĩa xóm nó thứ. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái mà em không thấy được nhưng mà mai lại thấy được. Thì em thấy cậu bạn này có vẻ sâu sắc hơn. Em ở Bắc Giang nhưng mà ở rất nhiều nơi. Những nơi em ở thì thường là khu đô thị họ đang phát triển, thì họ sẽ có những cái kiểu làm ăn, tiền nong. Còn người họ sẽ khác với Long. Những thứ đã xảy ra là sự thật. Chỉ cần nghe bài của Mai là hiểu mà. Sự trải nghiệm của em nghĩ là tầm 7-8. Tại vì em ra đời khá là trễ, chắc là trễ hơn Mai ấy. Tầm 18-20 tuổi mới ra đường, mới bắt đầu là tách biệt với gia đình. Em bắt đầu từ 15 tuổi. Đấy. Không phải lăn lộn lắm, chỉ là em ở nhà, em đi quậy phá ở ngoài thì chắc chắn là nó sẽ có kiến thức cho em về con người, về mọi thứ, trường đời ạ. So với tuổi 15 thì Mai bình tĩnh, tự tin. Mai Mai không nói gì cả, Mai chỉ biết làm thôi. Nói về sự ngây thơ thì sự ngây thơ của trẻ con với lại của một cậu thanh niên đang ở tuổi đôi mươi thì nó sẽ khác. Cái mà ngây thơ anh Hai Ra nói có thể là em nhìn sự việc theo một cái hướng nó thật sự là tích cực. Nhưng mọi người đang ở trong một đống tiêu cực, mọi người nhìn cuộc đời nó quay cuồng nhưng mà em không. Chỉ một hướng em nhìn thẳng. Em nghĩ là em đạt được mục đích là được rồi, còn những cái chuyện kia là nó bỏ qua một bên. Khó khăn gì đó nó cũng chỉ là thử thách để rèn luyện mình thôi. Ngày xưa em có đặt mục tiêu cho em là em phải được đứng trên TV em hát này kia, thì em cũng trải qua rất là nhiều cái cực khổ em mới có được. Cho nên em nghĩ là sự ngây thơ ở độ tuổi nào nó cũng cần. Đầu óc nó thoải mái, cuộc sống nó đã bộn bề lắm rồi, không cần nghĩ nhiều. Ví dụ hai người mà có ý định mà kiểu battle hay là kiểu đấu đấu thì sẽ có nhiều vấn đề không? Yeah. Em về Long làm nhạc. Dạ. Yeah. Làm nhạc hay á. Vấn đề gì cả? Kiểu tụi em làm nhạc nó Mai có ý tưởng này gửi qua em viết xong em gửi lên Mai, Mai nói ok thì xong rồi hai thằng cứ làm vậy thôi. Và cái tiến độ nó rất là nhanh luôn. Và cái ý tưởng thì em nghĩ là Mai, tại vì Mai là một cái cậu mà em nghĩ là ý tưởng khá là nhiều. Lúc đầu hai thằng cũng nhức đầu suy nghĩ là Mai có chia sẻ thẳng với em là hồi trước giờ nhìn Long hiền vậy, hát hò thôi mà đâu có gì đâu mà biết đấu về cái gì. Thì Mai mới là người suy nghĩ rất là nhiều chủ đề, sau đó hai thằng chốt lại với nhau là thôi bây giờ cái mà tương phản nhất của tụi mình đó là viết về cái nơi mình sống, thì mới tìm được chủ đề là hai thằng mới bắt tay vào viết.
hai chủ đề hai người viết thì nó đối với, đối lập nhau. Yeah. Nhưng mà hai chủ đề đấy mang lại thì một thì ok ạ. Một cái fact là tất cả của anh Thái bằng tuổi Mai. Yeah. Anh một hãy gọi chiêu anh Thái papa. Anh Thái em thấy là vui khi mà tụi em gọi vậy. Cả một đàn con 8 đứa à. Đôi khi thôi, không gọi nhiều, gọi vui thôi. Anh Thái là thoải mái cho tụi em sáng tạo. Nhưng mà lại có những cái tụi em sai hay là những cái nó không hay về nhạc hay gì đó thì anh Thái sẽ gọi là góp ý thẳng. Nhưng mà phải nhờ chị Kim dịch lại tụi em mới hiểu. Anh Thái mặt lại căng. Nhưng Vui. Vui lắm. Cái mọi người vui vẻ, rất nhiệt tình với tụi em luôn. Anh Thái keep it real. Với lại là kiểu anh Thái rất là quan tâm mọi người trong team và kiểu là không muốn bỏ lại ai hết. Cái hôm mà ghi hình em lên em đứng kiểu chơi chơi mình thôi, nhưng mà anh Thái kiểu là lại bye bro, vui lên rồi thứ. Em nghĩ là anh Thái không muốn bỏ ai trong team mình hết. Thái busy on top. Nhạc hay là được. Đừng làm toxic bỏ qua. Yeah. Bill Ray, em nghĩ sao về tiết mục này? Dạ vâng, anh Thành, em rất là thích tiết mục này. Cái cách hai bạn khai thác khu ta sống. Nhưng mà hai bạn khai thác cái chủ đề thành hai cái góc nhìn nó rất là khác. Hình như Lông Nón Lá đây là bài thứ mấy em rap ta? Đây thì đúng là bài thứ hai em làm mà nó hoàn toàn là rap à? Dạ, rất là điên rồi. Khi mà đây là bài thứ hai của em. Cái cách mà em sử dụng hò vào trong bài nhạc và nó cũng giữ được cái tính hip hop, tính nhạc rap. Anh cảm thấy rất là thích. Với Mike Lodic nào anh nghe nhạc của em, anh cảm thấy như là kết nối được với em rất nhiều. Dạ, kể cả những cái cách mà em viết nhạc, cái dòng trước đến cái dòng sau nó tạo nên một cái cao trào, một cái đỉnh điểm gì đó để em chốt một cái câu thật là hay. Cái câu mà anh thích nhất á, đó chính là phải mất bao lâu để cho một người hiểu được là người tí hon hả? Andre, chúc mừng hai em đã thực hiện một cái bài thi rất là tốt. Cả hai đều đã làm nổi bật được cái tính vùng miền. Về bạn Long Nón Lá thì mọi thứ của em đều làm rất là tốt. Còn Myrodic chắc em là thí sinh mạnh nhất của team anh Thái rồi. Yeah, cái lúc mà Long hát cái câu hò ấy là tay anh lông nó hơi dựng dựng lên á. Anh biết là có một vài chỗ nó chưa tới nốt, nhưng mà cái sự chuyển đó của em nó gây ấn tượng rất là lớn. Và hôm nay anh cũng khá ngạc nhiên về khả năng rap của em. Anh thấy rất là thích. Còn về Melodic thì hôm nay em làm anh ngạc nhiên. Tại vì lúc đầu anh chỉ nghĩ là em chỉ Melodic thôi. Nhưng mà hôm nay em lại cho anh biết thêm một cái khả năng chơi rap có thể nói là quá kinh khủng của em. Em nội dung em viết rất là hay. Và có rất nhiều những cái lúc mà nó gãi kiểu rất là đúng cái chỗ ngứa ấy. Thật sự giống như anh Andre nói là đúng là Melodic là một cái đối thủ đáng gờm đấy. Nói chung là cái cách mà các bạn nhìn vào vấn đề nó rất là sâu. Và tôi thấy là có những cái nó xảy ra trong mắt mình, nó chỉ trôi đi như là một cái dòng sông. Nhưng có những người họ sẽ động lại, họ chịu quan sát cuộc sống bằng một cái cách riêng của mình, thì họ mới có những cái góc nhìn đó. Rất là thú vị cho cả hai bạn. Ban giám khảo, mọi người nghĩ sao về bài diễn này? Cả hai em đều là những người đã rất thành công trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tới bọn em là bọn em đã bước vào chương trình với một tâm thế thi như những người thí sinh bình thường. Anh rất là trân trọng, bọn em rất hết mình đấy. Cảm ơn người thi. Và Long là một người đầy chất thơ, còn Mai là một người rất là đời. Cả hai đều rất là gần sát đại diện cho rất là nhiều những con người có những cái khó khăn trong cuộc sống. Mọi người đều không cô đơn, luôn luôn chúng ta sẽ có những con người đồng hành và cùng chung lý tưởng với mình. Và thực sự là bọn em đã quá thành công khi mà gột ra hết thành một cái chất thơ và chất đời lên trên sân khấu này. Đây mới là những lý tưởng mà anh Thái đã mang trong mình từ bấy lâu nay cho đến bây giờ. Bản thân mình cũng rất là thích đề tài về cuộc sống này. Và một lần nữa là cảm ơn anh Thái và chúc mừng anh cho cái phần trình diễn của các bạn. Đối với Lông Nón Lá thì vòng đầu khi mà em thể hiện, anh không nghĩ là em sẽ rap tốt được như vậy đâu. Cho tới bây giờ khi mà em thể hiện thì anh muốn sorry em vì anh đã hoài nghi sai về trình độ của em. Và em hôm nay em làm rất tốt. Còn đối với lại Melodic thì anh rất muốn thấy em như thế này từ vòng đầu rồi. Tại vì cái bài mà khiến cho anh nhớ nhất về em đó là Lời Tâm Sự số 3. Đó là cái bài hát mà khiến em cảm xúc nhanh nhất. Và anh hy vọng nếu như một trong hai em vào vòng sau, anh muốn thấy hai em làm tốt hơn như thế nữa. Cảm ơn Rick. Dạ, cảm ơn.
20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.